Dạ em chào anh chị ạ, chào mừng anh chị đã tới với kênh YouTube Chậm Xe của em. Em là Cao Tuấn, chuyên viên tư vấn tại đại lý MG Gò Vấp, có địa chỉ là 786B Nguyễn Kiệm, phường 3 quận Gò Vấp. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip có thể là dài đi, sẽ đánh giá chi tiết về hai phiên bản là Standard và Comfort. Vì em thấy rất là nhiều anh chị quan tâm cái sự khác nhau và giống nhau của hai phiên bản này. Liệu chênh lệch tầm giá 40 triệu thì nó có gì khác biệt? Vì chiếc MG ZS Standard đang có giá bán là 495 triệu, còn Comfort có giá bán là 535 triệu. Vậy cách nhau 40 triệu thì anh chị sẽ có những gì? Lên sự thay đổi của xe thì trước mặt em đây là chiếc MG ZS Standard, và ở đằng xa kia đi, nó sẽ có chiếc màu trắng là MG ZS Comfort. Thì là hôm nay em cũng sẽ giải quyết những cái vấn đề của anh chị thắc mắc, như là về xuất xứ của chung nè, liệu nó có chất lượng nè. Cái thứ hai á, nếu mà mua xe ở MG Gò Vấp thì anh chị có được bảo hành, bảo dưỡng ở các đại lý khác không, và những cái vấn đề mà xung quanh của xe. Và không dài dòng nữa, em sẽ đi trực tiếp vào là tổng thể của xe, coi coi nó có những gì giống nhau trước nha anh chị. Về sự giống nhau giữa hai phiên bản MG ZS Standard và MG ZS Comfort thì em cũng sẽ để cái chú thích ở dưới cái video để anh chị có thể là xem và nhận định được là cái sự giống nhau của cả hai phiên bản hơn. Dạ, đây là phần đầu xe của chiếc MG ZS Standard. Như anh chị có thể thấy thì ở phiên bản Standard thì ở phần đầu chúng mình là sẽ không có cái giải LED định vị ban ngày nè anh chị, và là ở phía dưới cũng sẽ không có bóng đèn sương mù như là phiên bản MG ZS Comfort. Và bóng ở trên anh chị thì vẫn là bóng halogen dạng thấu kính giống như là phiên bản Comfort nha anh chị. Cái sự mà giống nhau á, của hai phiên bản MG ZS Standard và Comfort á, thì ở cái cụm đèn này anh chị là mình có thể là cân chỉnh góc chiếu, và là có cái chức năng là đèn chờ về nhà, là khi anh chị tắt máy xe đó thì nó sẽ sáng cho anh chị trong vòng 30 giây để mình có thể là lấy đồ đạc hoặc là chìa khóa để mình vào nhà, nó thuận tiện hơn. Dạ, và kế đây thì đây là phần đầu xe của chiếc MG ZS Comfort. Thì như anh chị có thể thấy thì ở phần đèn nó sẽ có thêm cái giải LED định vị ban ngày, còn phía dưới đó thì mình sẽ có bóng là bóng đèn sương mù halogen. Thì cái đèn này nếu mà anh chị có đi du lịch thường xuyên nè, vào các vùng sương mù như Đà Lạt thì đèn vàng nó sẽ phá sương rất là tốt. Còn như là cái sự giống nhau của phần đầu xe MG ZS Standard và Comfort thì em cũng đã liệt kê rồi. Thì phần tiếp theo đây em sẽ tới, đó chính là phần thân xe của chiếc MG ZS Standard và Comfort, xem nó có gì khác nhau và giống nhau nha anh chị. Và đây là phần thân xe của chiếc MG ZS Standard nha anh chị. Anh chị có thể thấy cái sự khác biệt đầu tiên, đó là cái giá mui đỡ xe ở trên. Thì ở phiên bản Standard nó sẽ không có trang bị cái phần đó. Còn về cái phần mà bánh á, thì là phiên bản MG ZS Standard xài là mâm 16 inch nha anh chị, cũng là mâm đúc luôn. Và là cái sự giống nhau, nó sẽ có là 4 phanh đĩa giống như là phiên bản Comfort. Và hệ thống treo trước á, là hệ thống treo độc lập, hệ thống treo phía sau là hệ thống treo thanh xoắn. Và lớp thì là xài lớp Xeon nha anh chị. Còn về phần đèn xe thì ở phiên bản Standard và Comfort cũng giống nhau anh chị, là nó có chỉnh điện này, gập cơ, và là có đèn báo rẽ ở đây đây. Còn về cái bình nhiên liệu đó thì là bình nhiên liệu 48 lít giống nhau luôn nha anh chị. Và đây là em xin quay cái phần thân của chiếc MG ZS Comfort, và em cũng bật cái đèn báo rẽ để anh chị có thể thấy hơn chi tiết về xe. Ở phần thân thì chiếc MG ZS Comfort tất nhiên nó sẽ trang bị cái giá mui đỡ xe giống như là cái phiên bản cao cấp đây. Và là còn phần ở mâm á, thì sẽ có sự khác biệt, đó là cái hình dáng mâm của chiếc MG ZS Comfort sẽ khác Standard anh chị. Và đây là mâm 17 inch giống như là phiên bản cao cấp, và là xài lớp Maxxis giống như là phiên bản cao cấp luôn nha anh chị. Còn sự giống nhau như hồi nãy em cũng đã nói rồi, 4 phanh đĩa, hệ thống treo giống nhau. Và cuối cùng đây là phần đuôi xe của chiếc MG ZS nè anh chị. Thì em thấy ở phần đuôi xe thì MG ZS Standard và Comfort đều giống nhau, là hai đèn hậu sẽ là đèn LED nè anh chị, và nó sẽ có sẵn luôn cái vây cá mập ở trên đây đây, hãng là luôn trang bị sẵn cho cả
hai dòng xe. Và ở chiếc Standard đó thì cái sự khác biệt nó là nó sẽ không có cái cảm biến lùi nè anh chị, và là cũng có không có cái camera lùi ở dưới đây luôn. Và đây em sẽ quay cho anh chị xem về cái đuôi xe của MG ZS Standard. Và em nói về cái mức tiêu hao nhiên liệu thì tiêu hao nhiên liệu của chiếc Standard nó sẽ giống như cái chiếc Comfort nha anh chị. Khi mà anh chị đi kết hợp á, nó chỉ có 5.9 lít trên 100 cây thôi. Và khi anh chị đi đường trường á, nó sẽ tốt hơn như vậy rất là nhiều. Vì những cái anh chị đã sở hữu và mua xe MG ZS bên em rồi thì thấy xe nó có thể gọi là tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc luôn anh chị. Vì là cái chi phí nó không có nhiều. Và đây em sẽ quay luôn cái phần cốp xe của chiếc MG ZS Standard. Thì ở phần cốp thì là cả hai phiên bản nó đều giống nhau nha anh chị. Và khi mà anh chị gập hàng hai xuống á, thì cái dung tích khoang hành lý nó cũng phải gần lên tới là 1.200 lít. Và như ở các clip khác em review á, thì ở cái phần cốp nè, anh chị có thể là tăng giảm xuống thêm một nắp nữa đó, thì cái dung tích mình để nó sẽ thoải mái và rộng rãi hơn. Và một cái điểm chi tiết nhỏ thôi, thì là dưới đây nó sẽ có một cái mâm sắt là bánh dự phòng. Và ở cái phần màu ở dưới đây nè, nó sẽ là theo màu của xe luôn nha anh chị. Rồi thì chắc là em kế tiếp đây em sẽ quay về cái phần đuôi xe của chiếc MG ZS Comfort. Và em xin lưu ý một điều là với cái xe này nè, nó không có cảm biến lùi hoặc là camera lùi, thì bên em vẫn sẽ có tặng cái phụ kiện chính hãng luôn nha anh chị. Còn đây là cái phần đuôi xe chiếc MG ZS Comfort nha anh chị. Như anh chị có thể thấy thì ở chiếc MG ZS Comfort nó sẽ có những cái mắt cảm biến lùi ở đây sẵn, nhưng nó cũng không có camera lùi anh chị. Và hãng em vẫn sẽ là có tặng camera lùi chính hãng cho anh chị luôn. Đây, còn về phần cốp xe thì chắc là cái phiên bản hồi nãy á, nó cũng giống như phiên bản này thôi. Có điều như hồi nãy em nói cái chi tiết mà lúc mà sơn ở dưới đây á, thì nó sẽ cùng màu với xe. Giống như đây thì nó sẽ là màu trắng đây. Và kế tiếp đây thì em cũng sẽ quay vào phần nội thất chiếc MG ZS Standard và chiếc MG ZS Comfort để xem coi nó có sự thay đổi gì nhiều không nha anh chị. Và đây, và là phần cuối cùng, đây là nội thất chiếc MG ZS Standard đây anh chị. Thì là em sẽ nói về những cái điểm mà giống nhau trước. Thì ở phiên bản này thì là đây là cái núm chỉnh điện và là cân chỉnh góc chiếu. Và là xe nó sẽ giống nhau ở phần mà có cruise control nè. Rồi cái nút này thì nó vẫn là giống nhau thôi. Rồi có nút đề start stop. Và đặc biệt á, là những cái thông số mà anh chị có thể chỉnh trên xe, giống như là cài đặt giới hạn tốc độ nè, rồi là xem cảm biến áp suất lốp trên xe, thì là anh chị có thể là mình xem ở phần trên đây hết, giống như là phiên bản Comfort. Thì hôm nay em cũng sẽ hiệu chỉnh cho anh chị xem. Mình sẽ là chỉnh trên cái nút này nè. Đó, nó khác với lại phiên bản Comfort là mình có những cái nút điều khiển để mình chỉnh trên đây. Còn ở Standard thì mình có thể chỉnh ở đây nè. Đây, giống như em sẽ giữ đây. Đây, mình có thể xem được là những đây. Rồi mình còn coi được cái cảm biến súp lốp nữa anh chị. Đây, đó, từng bánh. Đó. Và mình có thể cài đặt mà cảnh báo giới hạn tốc độ ở đây. Khi mà có những cái đoạn đường là mình giới hạn tốc độ luôn nha anh chị. Và đây ở cái những cái đúng chỉnh thì nó cũng sẽ giống như cái chiếc MG ZS Comfort thôi. Cần số cũng vậy. Lẫn là bệ tì tay. Và em thấy những cái sự khác biệt á, thứ nhất là vô lăng nó sẽ không có là bọc da lẫn là full nút điều khiển nè. Rồi ở đây thì cũng sẽ là không có màn hình giải trí tích hợp 3 chế độ lái như là phiên bản Comfort. Em nói thiệt, thực sự 3 chế độ lái ở đây là mình có thể tác động trực tiếp vào độ nhẹ nè, độ vừa và độ nặng của vô lăng thôi. Còn ở phiên bản Standard thì lúc nào nó cũng sẽ mặc định là cái chế độ nhẹ nhất. Và khi mà anh chị lên tốc độ cao á, thì cái vô lăng điện tử nè, nó sẽ siết chặt lại và là chắc như là cái phiên bản Comfort vậy. Chỉ khác là phiên bản Comfort á, là anh chị có thể là điều chỉnh trực tiếp thôi. Giống như là khi mà mình chưa lên tốc cao á, mà mình muốn vô lăng nặng thì mình chuyển qua chế độ thể thao thôi. Đó, nhưng mà anh chị yên tâm nha. Vì cái phiên bản Standard này nè là chưa có màn hình, thì bên em cũng sẵn sàng tặng cái màn hình Android tích hợp cảm biến lùi và là cam lùi vào luôn cho anh chị cho.
nó rất là đơn giản. Và là ở cái phiên bản standard đó thì là xe nó sẽ có hai túi khí, một cái là ở đây nè anh chị, còn là ở đây nó sẽ có một cái nữa. Xe có hai túi khí, bốn loa, và là cái dàn ghế đó, nội thất á, nó sẽ là ghế nỉ. Và anh chị cũng yên tâm luôn, vì là phần nội thất nếu mà anh chị có muốn lên ghế da đó thì bên em cũng sẽ tặng luôn. Đây em xin phép cho quay cho anh chị xem cái về cái phần nội thất nỉ của xe. Đây là em thấy cái sự khác biệt của chiếc MG ZS Standard thôi, nhưng mà nếu mà có những cái gói phụ kiện mà chính hãng á thì là em nghĩ là nó cũng không thua kém gì so với phiên bản Comfort mấy đâu. Thường cái phiên bản Standard là em thấy là dành cho những anh chị nào mà mình thích độ thêm về những cái phần nội thất trong xe, hoặc là những anh chị kiểu như là thực dụng, mình không có đi cái nhu cầu, mình không có đi du lịch quá nhiều mà mình đi gia đình trong thành phố nhiều, và không có nhất thiết là phải dùng tới là những cái tính năng mà quá nhiều như chiếc Comfort đó, mà kiểu như là thường là đi mà không nhiều quá cỡ tầm 200 cây đổ lại thì Standard là cái xe mà có cái mức giá phải gọi là cực kỳ nó tốt so với các mẫu xe 5 chỗ gầm cao khác trong phân khúc. Đây em xin quay thêm là về cái điểm giống nhau á, thì nó đây nó cũng là gương chống chói bằng cơ, và là ở cái phần này nó sẽ không có gương như là cái phiên bản Comfort nha anh chị. Mỗi phiên bản em thấy nó đều nó có những cái ưu điểm riêng á, chứ không hẳn là có phiên bản nào là nó có nhược điểm đâu. Kể cả Standard á, em thấy là những anh chị nào mình thực dụng thực tế á, mình không có đòi hỏi quá nhiều về xe, cái nhu cầu nó tới đó là đủ, thì em thấy là một cái sự lựa chọn đúng đắn và hợp lý. Ở cái ghế lái đó anh chị thì là đây là ghế chỉnh được là bốn hướng nha anh chị, lên kéo xuống nè, và là chỉnh gập ra phía sau lẫn phía trước nha anh chị. Còn ở ghế hành khách á thì là cũng chỉnh bốn hướng giống như vậy luôn. Dạ, và đây là em sẽ quay nội thất của chiếc MG ZS Comfort. Như anh chị thấy đó, nó sẽ có một cái sự thay đổi rất là đáng kể. Thì ở option nó cũng sẽ giống như là phiên bản cao cấp anh chị. Thì là thứ nhất, phần nội thất sẽ là ghế da, và ghế lái á, là sẽ là chỉnh 6 hướng lên xuống nè, rồi là tăng giảm cái độ mà đây của ghế, và là ghế nó điều chỉnh hạ xuống, kiểu như là ngã người xuống và ngã lên thôi. Còn ở cái vô lăng á thì là vô lăng sẽ được bọc da. Vô lăng sẽ được bọc da nè, rồi đầy đủ các nút điều khiển, thì là lúc mà mình điều khiển cái nút này á, mình có thể xem được cái thông số nó ở trên đây nè. Nó khác với phiên bản standard đó là anh chị phải chỉnh ở đây. Như hồi nãy em quay, mình phải chỉnh ở đây. Thì đối với chiếc MG ZS Comfort là em thấy là cái phiên bản mà bán chạy nhất của đại lý, và đang có giá bán là 535 triệu. Nếu mà anh chị lăn bánh ở tỉnh á, thì là cái chi phí nó chỉ rơi vào là 595 triệu thôi, còn ở thành phố là 617. Và tất nhiên đây là cái mức giá chưa tốt nhất đâu. Nếu anh chị liên hệ với em xuống cái hotline với bài viết á, thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái mức giá tốt nhất. Và đây là cái sự khác biệt, ở đây là nó sẽ có màn hình 8 inch anh chị, hỗ trợ 3 chế độ lái và âm thanh 3D của Yamaha. Thì đây em sẽ bật cái màn hình 8 inch lên cho anh chị xem. Và nếu anh chị có thích á, anh chị muốn đổi hình màn Android á, thì bên em cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ tặng cho anh chị luôn. Và ở chiếc ZS này có lẽ là nó cũng chỉ là thiếu camera lùi thôi, và bên em có thể hỗ trợ tặng cho anh chị được. Thì đây là bấm vào car đây. Nó vào đây nó sẽ có điều chỉnh 3 chế độ lái. Như hồi nãy em nói, nó điều chỉnh trực tiếp vào cái lực đánh vô lăng của xe. Thì thường á là vô lăng nó luôn là để chế độ nhẹ nhất đây nè, nhẹ nhất nè. Rồi chế độ thứ hai là bình thường, và chế độ thứ ba là cái vô lăng nó sẽ đầm và chắc. Thì cái này là mình cách can thiệp trực tiếp thôi, chứ bình thường như phiên bản standard á thì nó luôn là cái chế độ nhẹ nhất, và khi anh chị lên tốc cao á thì nó sẽ là đầm và chắc khi mà mình lên tốc cao. Và ở cái núm chỉnh nè, anh chị có thể thấy á là nó cũng sẽ giống như cái phiên bản standard luôn, nhưng có sự khác biệt ở phiên bản comfort thì nó sẽ là có bốn túi khí nha anh chị. Một cái ở phía cái vô lăng nè, một cái ở đây, rồi hai cái ở bên ghế hành khách, và là
ở ghế lái chính. Dạ rồi, thì là ở phần này nó cũng sẽ là gương chống chói bằng cơ. Dạ rồi, ở phần đây nó sẽ có gương gương trang điểm. Đó, nó khác biệt với phiên bản standard ở điểm này. Và em cũng sẽ quay tổng thể lại cái phần nội thất của xe nha anh chị. Và có thể là phần cuối video em cũng sẽ nói về là những cái vấn đề mà anh chị quan tâm về cái chiếc MG ZS bên em, lẫn là lúc mà anh chị là mua ở đại lý em thì sẽ bảo hành bảo dưỡng ở đâu nha anh chị. Và cũng sẽ chốt lại luôn là những cái ưu đãi có trong tháng 12 này. À, và một điểm nữa có sự giống nhau của phiên bản Standard và Comfort thì nó sẽ có một cái khóa che này anh chị. Đối với những cái ở cái hãng xe khác á, là khi anh chị khóa tất cả các cửa lại thì là nó sẽ có một cái lẫy ở trong đây, chị em có thể là nghịch có thể mở ra được. Còn ở phiên bản này mình chỉ cần gạt vào thì phía bên trong á, mấy em bé nghịch á, thì sẽ không mở ra được. Khi mà ba mẹ xuống á, thì mở xe ra được. Thì em thấy đây là một cái tính năng nhỏ thôi nhưng mà nó rất an toàn cho xe. Hồi nãy em quay thiếu em thêm bổ sung thêm là cái âm thanh 3D Yamaha của xe. Thì khi mà mình vào đây nè, mình có thể là điều chỉnh được các vùng âm thanh trên xe. Và là giống như là khi mà mình lái quãng đường xa hoặc là cho người đằng sau yên tĩnh á, để có thể ngủ á, thì mình có thể bật cái vùng âm lượng ở đây. Thì loa nó sẽ tập trung ở phía ghế lái thôi anh chị. Đây là một cái tính năng cũng rất là hay trên xe. Dạ rồi, và đây là cuối video rồi. Thì em cũng sẽ nói về những cái điểm mà nổi bật nhất của xe. Vì chiếc MG ZS Standard và Comfort chung quy nó vẫn có những cái điểm mạnh so với các xe 5 chỗ gầm cao trong phân khúc. Và em cũng sẽ là giải quyết những cái vấn đề mà anh chị dạo này lăn tăn và cũng là thắc mắc về là những cái vấn đề xung quanh xe nè. Rồi, về thứ nhất về điểm mạnh của xe, em cao 1m74 á, thì em ngồi nè nó rất là thoải mái nè. Em có thể không có bị mà giống như là bị bó chân mà ngồi giống vậy, thì em duỗi chân rất là thoải mái. Và đặc biệt cái xe nó có cái khoảng gầm dưới đây nè, em có thể là duỗi chân thoải mái luôn. Và cái khoảng cách á, từ mà trần cho tới cái đầu, từ đầu em cho tới trần thì nó cũng rất là thoải mái, nó thoáng, nó không có bị quá bí như là các cái xe khác. Thì là nói về điểm mạnh trong phân khúc thì là em thấy là cái hàng hai của chiếc ZS thì chắc là nó rộng nhất phân khúc rồi, vì cái chiều ngang á, của nó là 1809. Và về cái kích thước tổng thể á, thì là chiếc MG ZS nó cũng có kích thước tổng thể lớn nhất phân khúc, cho nên là gia đình anh chị nào có quan tâm về cái sự mà rộng rãi thoải mái á, thì chiếc MG ZS nó đáp ứng đủ. Và đặc biệt hơn thì trong cái tầm giá này thì chắc là chiếc MG ZS Standard và Comfort thì đang có cái mức giá bán mà tốt nhất rồi trong cái dòng phân khúc 5 chỗ gầm cao này rồi. Và em thấy nếu mà so với tầm tiền á, thì chắc là trong tầm giá này chắc chỉ có những cái mẫu sedan 4 chỗ gầm thấp thôi. Thì ngại gì mà nếu mà trong cái tầm tiền này á, thì mình không lên một cái mẫu xe 5 chỗ cho gia đình. Nó đầy đủ nè, các tính năng nè, công nghệ an toàn nè, rồi là vừa là xe nhập nè, mà nó nói chung là nó đáp ứng nhu cầu của anh chị rất là nhiều, như các clip khác em đã review chi tiết về xe. Còn về cái điểm mạnh thứ hai á, thì xe này hiện tại là xe nhập từ Trung, và là nhiều anh chị cũng thắc mắc là à, liệu nhập Trung á thì cái chất lượng nó có ok không. Thì em thấy á, là nhà máy mà Trung á, mà sản xuất qua Việt Nam thì nó đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế rồi anh chị. Vì những cái mẫu xe mà đang xuất khẩu ra thị trường châu Âu bây giờ lẫn là đã bán ở thị trường châu Âu đều là những cái lô mà là nhập từ Trung hết, và xe nó đã đạt được cái tiêu chuẩn an toàn châu Âu Euro NCAP. Vì trước khi bán ở thị trường châu Âu á, thì xe nó phải bắt buộc đạt được cái tiêu chuẩn này, cho nên em thấy là với cái tiêu chuẩn này thì là xe nó đã chứng minh được chất lượng trên thị trường quốc tế rồi. Và chiếc MG ZS nó khác với các mẫu mà xe xuất xứ từ Trung khác, vì các mẫu xe xuất xứ từ Trung khác thì nó đang là đa số là nội địa Trung Quốc thôi, còn xe em đã bày bán trên quốc tế và đặc biệt hơn là hơn 39 quốc gia trên quốc tế rồi, đặc biệt là ở các nước châu Âu. Còn riêng ở Thái Lan á, thì doanh thu của MG ZS lẫn là HS đều là top 1 và top 2 doanh số bên Thái. Vì Thái em thấy hiện tại là bây giờ cũng là một cái thị trường khó tính, thực dụng, yêu cầu về xe nhiều. Đó là những điểm mạnh mà em thấy ở chiếc MG ZS. Đặc biệt hơn ở phiên bản standard là phiên bản thấp đi, nó cũng không có cắt cái công nghệ an toàn nào của xe cả, hầu như là đầy đủ hết, chỉ là không có cảm biến lùi và cam lùi thôi. Nhưng ở phần đó
thì hãng em vẫn có thể lo và tặng cho anh chị được. Rồi thêm các nhiều cái điểm mạnh khác trong phân khúc, như là những cái clip kia em lát em sẽ để thêm một cái link để dẫn tới những cái điểm nổi bật xe nó có trong phân khúc nha anh chị. Rồi bây giờ em cũng sẽ xin nói về những cái vấn đề lo của anh chị nè. Thứ nhất là về là liệu mua xe ở cái đại lý MG Gò Vấp tụi em là có được bảo hành, bảo dưỡng với các đại lý khác không? Thì là cái chính sách bảo hành bảo dưỡng hiện tại là của MG là chung toàn hệ thống, dù anh chị ra miền Nam nè, miền Bắc nè, rồi miền Trung nè, đều là được bảo hành theo của hãng hết. Và là anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Lẫn là em thấy nhiều anh chị cũng là lo lắng về vấn đề là ngân hàng. Thì là hiện tại á, tuy em ở trong Nam thôi, nhưng em có thể hỗ trợ ngân hàng cho anh chị ở miền Trung và miền Bắc luôn nha anh chị. Thì anh chị không có cần lo về vấn đề đó. Còn miền Tây á, thì cũng gần đây quá rồi, cho nên là em cũng sẽ có thể hỗ trợ ngân hàng cho anh chị luôn. Và hiện tại cái giá trị xe á, của bên em á, em có thể hỗ trợ lên tới là 80 đến 85% giá trị xe. Cho nên là mình đôi khi mình chỉ cần trả trước 140 hoặc 145 triệu thôi thì mình cũng là sở hữu xe được rồi. Và cũng rất là nhiều anh chị có nhiều cái thắc mắc khác thì em không thể là giải đáp hết được trên một clip này được. Cho nên là anh chị nào mà có thắc mắc á, anh chị cứ nhắn vào cái hotline Zalo, em có xài Zalo nữa, cái số em sẽ để dưới tiêu đề đây. Và là có thể là em sẽ xin kết thúc video tại đây. Hôm nay em làm clip hơi dài vì em cũng muốn là review chi tiết về là cái mẫu xe MG ZS này, vì thực sự đây là một cái chiếc xe gia đình rất là đáng mua và là đáng quan tâm trong phân khúc. Vì theo cá nhân của em thấy á, trong cái tầm giá này thì có lẽ là khó có kiếm được những cái xe nào mà đáp ứng rất là nhiều nhu cầu của anh chị, giống như là độ rộng rãi thoải mái nè, rồi cái công nghệ an toàn trên xe nè, mà còn kể là xe nhập nữa. Vì dù gì xe nó cũng là xe thương hiệu Anh, nó vẫn là thiết kế từ ngoại thất nội thất đều là 100% là người Anh thiết kế hết. Lẫn là cái công nghệ của chiếc xe này cũng là một cái tinh hoa của cái thương hiệu MG này. Và là những cái linh kiện á, lẫn cái công nghệ an toàn đều là của Bosch, của Đức hết anh chị. Cho nên là cái xe này nó cũng thực sự là rất là chất lượng. Vì cá nhân em á, không chỉ bán riêng cho cái khách hàng lạ mà còn bán cho người thân nè, người quen gia đình nữa. Cho nên là khi mà vào hãng làm á, thì em cũng phải là tìm hiểu về thương hiệu là nhiều, để khi mà bán cho người thân á, thì mình cũng bán một cái xe nó là rất là chất lượng. Mà riêng em, cá nhân em là nếu mà sau bán hàng á, thì em sẵn sàng hỗ trợ anh chị trên 24/24. Thì nếu mà có đêm khuya làm 4-5 giờ sáng gì đó, anh chị có vấn đề về xe, anh chị cứ liên hệ với em, em sẽ hỗ trợ hết mình. Và những quanh cái pháp lý của xe, giống như là nhiều anh chị thắc mắc á, là liệu á, xe nếu mà nó không có còn bán ở Việt Nam nữa thì liệu cái quyền lợi thì của người tiêu dùng có được đảm bảo không? Thì em xin thưa là cái hãng MG này nó đã ký cái nghị định 116 đối với xe nhập và ký quỹ FDI. Có nghĩa là cái nghị định 116 á, là khi mà bảo hành 5 năm, cam kết cho khách hàng bảo hành 5 năm không giới hạn km lẫn là bảo dưỡng, thì hãng nó phải công bố cho nhà nước biết được cái số liệu trên toàn thế giới của MG nó như thế nào nè. Rồi là đưa ra những cái số liệu mà giống như là chính xác để mà nhà nước có căn cứ để biết là hãng có thể cam kết cái quyền lợi đó cho người tiêu dùng. Cho nên anh chị đừng có lo về cái vấn đề mà hãng có nó bị rút ra thì là cái quyền lợi người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Vì bây giờ là năm 2020 rồi, cho nên là các cái quy chuẩn xe nhập nó cũng rất là gắt gao. Và quỹ FDI á, là cái quỹ mà khi mà ký vào á, có những cái đơn vị đứng ra bảo hành bảo dưỡng cho anh chị sau khi mà nó hết 5 năm hoặc là hẹn nó rút ra. Nói chung là anh chị có thể an tâm về vấn đề đó. Còn các cái đại lý 3S của tụi em á, thì bây giờ nó cũng phát triển trên toàn quốc rồi, Bắc, Trung, Nam lẫn là cỡ Phú Quốc cũng có chi nhánh MG luôn. Và dự định năm sau á, tụi em sẽ phát triển hơn tầm cả khoảng hơn 15 đại lý nữa để có thể phục vụ được và giúp cho anh chị an tâm hơn là cái xe này nó anh chị đi đến đâu thì vẫn có đại lý bảo hành ở đó. Thì cuối clip này em cũng có thể là nói nó dài một xíu, tại vì cũng là một cái tâm sự cũng như là giải quyết cái vấn đề thắc mắc của anh chị thôi. Và có lẽ là em xin chốt cái vấn đề cuối cùng đi. Thì em thấy anh chị cũng hỏi về cái vấn đề này,
đó chính là về cái việc em nhớ là cũng có rất là nhiều anh chị hỏi vấn đề này. Sao tự nhiên chợt em quên rồi ta? À đúng rồi, 8 năm trước MZ có vào Việt Nam năm 2012 và đã ra đi âm thầm. Nhiều trang báo là nói là doanh số ế ẩm. Thì đó là một cái sự thật không có thể phủ nhận được. Nhưng vào năm 2012 anh chị, chỉ là một hãng tư nhân nhập về thôi. Nó không có phát triển mà đại lý 3S nhiều như bây giờ. Và bây giờ thì mẫu mã và chất lượng cũng được cải thiện, lẫn là được công nhận hết rồi anh chị. Về 8 năm về trước á, thì MZ không có là nhà phân phối mạnh để có thể mà bán xe như bây giờ, lẫn là phân phối. Còn bây giờ là nhà phân phối là Tân Trân. Thì Tân Trân trước đây cũng là phân phối Subaru nè, Nissan nè anh chị. Thì là có thể là nếu mà anh chị mà tìm hiểu về xe, anh chị biết Tân Trân cũng là một cái tập đoàn, nó cũng rất là mạnh về tài chính, lẫn là có kinh nghiệm phân phối xe, nên anh chị có thể yên tâm. Tại vì 2020 á, là tụi em đã phát triển đại lý 3S toàn quốc rồi. Và chưa kể á, là có Tân Trân phân phối nữa. Còn năm 2012 là không có nhà phân phối mạnh nè, rồi là không có đại lý nè, thì nó cũng sẽ rất là đuối. Giống như anh chị có thể thấy là những công ty tư nhân như là Kilin nhập các mẫu Zoe nè, BAIC, rồi các mẫu nói chung là xuất xứ nội địa chung á, thì nó hơi bị đuối do là không có bảo hành chính hãng, bảo dưỡng chính hãng, lẫn là cái phụ kiện có sẵn như là các đại lý MZ bây giờ. Cho nên là đôi khi anh chị cũng có thể là so sánh giá bán giữa hai những cái chiếc xe đó, nó có sự chênh lệch. Nhưng mà em nói thiệt là nếu mà mình mua một chiếc xe gia đình, và là cá nhân em vẫn là rất là quan trọng về những cái đại lý bảo hành bảo dưỡng chính hãng, mình sẽ an tâm hơn trên các cung đường. Thì đó là những cái đôi lời em chia sẻ về những thắc mắc của anh chị thôi. Nếu anh chị thấy hay thì cho em xin một subscribe nha anh chị. Lẫn là nếu anh chị có quan tâm về dòng xe đó, lẫn là cái ưu đãi tốt, thì anh chị cứ liên hệ với em dưới hotline với bài viết. Dạ rồi, em xin chào anh chị ạ.